Xin chào các bạn, Toshiba là một trong những thương hiệu Nhật Bản uy tín, chất lượng và được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ vào những sản phẩm có chất lượng cao nhưng giá cả lại rất phải chăng. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Hạnh tìm hiểu 5 chiếc máy giặt Toshiba được bán chạy nhất tại hệ thống điện máy xanh trong năm 2019 nhé. Trước khi đến với danh sách những chiếc máy giặt Toshiba được ưa chuộng nhất năm 2019, hãy cùng điểm qua những điểm nổi bật của máy giặt Toshiba nhé. Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, độ bền cao, giặt đồ êm ái, cung cấp nhiều chương trình giặt tiện lợi như giặt cô đặc bằng bọt khí, lưu giữ hương thơm, v.v. Đặc biệt là những chiếc máy giặt Toshiba còn hoạt động rất tiết kiệm điện nữa. Ở vị trí thứ 5 trong danh sách này là chiếc máy giặt lồng đứng của Toshiba, có khối lượng giặt 9kg với mã sản phẩm là AW-H1000GV-SV. Giá bán của sản phẩm này là 6 triệu 690 ngàn đồng. Máy được trang bị công nghệ giặt cô đặc bằng bọt khí, nâng cao hiệu quả giặt tẩy thêm 15% khi tạo ra hàng triệu bọt bong bóng thấm nhanh và sâu hơn vào sợi vải, giúp tẩy sạch mọi vết bẩn trên quần áo một cách dễ dàng mà không làm hư hại sợi vải, bảo vệ quần áo bền đẹp và giữ màu theo thời gian. Ngoài ra, công nghệ Hybrid Powerful với hai bộ phận hình cánh quạt không đối xứng nằm ở đáy mâm giặt giúp quần áo được trộn đều hơn, tăng cường ma sát giữa quần áo và bột giặt, mang lại hiệu quả giặt sạch tối ưu hơn và còn làm cho quần áo sau khi giặt không bị xoăn hay nhăn nhúm. Đồng thời, cánh quạt dưới đáy mâm giặt sẽ tạo ra lực đẩy đưa nước chứa bột giặt theo hai khe dẫn lên trên, tạo thành thác nước đôi đổ xuống lồng giặt. Quy trình thác nước đôi tuần hoàn liên tục suốt thời gian giặt và xả, giúp giặt sạch hơn so với quy trình giặt thông thường, nâng cao hiệu quả giặt sạch lên đến 110%. Đứng ở vị trí thứ tư là chiếc máy giặt Toshiba Inverter TW-BH95S2VWK, có khối lượng giặt là 8,5 kg. Giá bán của chiếc máy giặt này là 8 triệu 990 ngàn đồng. Đây là một trong những mẫu máy giặt lồng ngang đầu tiên của Toshiba vừa được tung ra trong năm 2019. Máy được trang bị công nghệ Great Wave, sử dụng sức mạnh siêu sóng để đánh bật các vết bẩn cứng đầu khó chịu trên quần áo. Great Wave là sự kết hợp của 3 công nghệ bao gồm công nghệ Flush Wave với lồng giặt ngôi sao pha lê cùng thanh tạo sóng paddle uốn lượn sẽ tạo ra luồng sóng nước cực mạnh trong quá trình giặt, giúp đánh bật các vết bẩn vô cùng hiệu quả. Công nghệ Real Inverter có bộ cảm biến thông minh sẽ đo tốc độ dòng nước, lượng đồ giặt và tự động lựa chọn chương trình giặt tối ưu nhất, nâng cao hiệu quả giặt tẩy, vừa giúp tiết kiệm điện năng, vừa chạy rất êm. Cuối cùng là công nghệ Color Care, cho phép giặt quần áo với nước ở nhiệt độ thường, nhưng lại có khả năng giặt sạch như giặt nước nóng ở 40 độ C. Đồng thời, còn giảm phơi màu quần áo lên đến 39% và giảm biến dạng sợi vải lên đến 45%, giúp quần áo luôn bền đẹp. Đứng ở vị trí thứ 3 là chiếc máy giặt Toshiba 7kg AW-A800SVWB, có giá bán là 4 triệu 190 ngàn đồng. Đây cũng là mẫu máy giặt có giá thấp nhất trong danh sách top máy giặt Toshiba bán chạy nhất điện máy xanh trong năm 2019. Với kích thước nhỏ gọn cùng với khối lượng giặt 7kg, Toshiba cũng trang bị cho chiếc máy giặt này những công nghệ vượt trội như là lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, giặt cô đặc bằng bọt khí và mâm giặt Hybrid Powerful, giúp nâng cao hiệu quả giặt giũ lên mức tối đa. Ở vị trí thứ 2 là chiếc máy giặt Toshiba 9kg AW-G1000GV-WG, giá bán của sản phẩm này là 6 triệu 290 ngàn đồng. Cũng được trang bị những công nghệ giặt tiên tiến như giặt cô đặc bằng bọt khí, giúp tẩy sạch bụi bẩn từ bên trong sợi vải, mâm giặt Hybrid Powerful, mang lại hiệu quả giặt sạch mạnh mẽ cùng lồng giặt ngôi sao pha lê, hạn chế hư hỏng quần áo. Tuy nhiên, chiếc máy giặt này được ưa chuộng nhờ thiết kế đơn giản, trung tính, chỉ mang một màu trắng thuần nên rất dễ kết hợp với không gian nhà bạn. Ở vị trí top 1 trong danh sách máy giặt Toshiba bán chạy nhất năm 2019, là máy giặt Toshiba 8,2kg với mã sản phẩm là AW-F920LV-WB. Sản phẩm này có giá bán là 5 triệu 190 ngàn đồng. Máy được trang bị công nghệ giặt Mega Power Wash độc quyền của Toshiba. Mega Power Wash là công nghệ giặt tiên tiến, mang lại sức mạnh giặt tẩy vượt trội cho quần áo. Công nghệ này được tạo thành dựa vào 3 thiết kế đặc biệt từ cấu tạo mâm giặt, hiệu ứng nước và lồng giặt pha lê. Cấu tạo mâm giặt Mega Power được thiết kế đặc biệt với 3 cánh độ bền cực cao, từ đó tạo ra luồng nước 3 chiều mạnh mẽ,
có khả năng hòa tan bột giặt nhanh chóng, đồng thời xoay quần áo cũng mạnh hơn, mang lại hiệu quả giặt giũ vượt trội. Hãy cùng theo dõi bản so sánh chi tiết tính năng và giá bán của 5 chiếc máy giặt Toshiba bán chạy nhất điện máy xanh trong năm 2019. Vậy là vừa rồi Hồng Hạnh vừa điểm qua top 5 chiếc máy giặt Toshiba được bán chạy nhất tại hệ thống điện máy xanh trong năm 2019. Và hy vọng là với những thông tin vừa rồi, các bạn đã có thêm những sự lựa chọn ưng ý cho gia đình của mình. Đặc biệt là các sản phẩm máy giặt Toshiba đều được bảo hành chính hãng 2 năm, một đổi một trong vòng 1 tháng nếu sản phẩm lỗi tại 800 siêu thị trên toàn quốc và có hỗ trợ trả góp. Các bạn hãy truy cập website dienmaysanh.com hoặc gọi về tổng đài 1800 1061 để đặt hàng và được giao hàng tận nơi miễn phí nhé.